chạy là bên đây, bên đây thì nó phải qua được thương rồi. Thank you.
Đây là thác. Đúng, thác tạng. Các bạn đang ở Thâm Pây, là cái một trong cái thảo nguyên mà các bạn đang ở Thâm Pây thuộc xã Quy Kỳ, Định Hóa, Thái Nguyên. Ở đây là một thảo nguyên rất đẹp, thảo nguyên nằm trong thung lũng.
Nước chỉ có là rửa thôi, nước đã vôi.